Tìm hiểu của phóng viên bản tin Nhà đất và Đầu tư, đất thuộc diện tái định cư tại Hòa Lạc đang được săn đón hơn cả. Vì thế nên đã bị môi giới thổi giá đất tăng từ 15 đến 30% trong vòng hơn một tháng và tăng 50% so với cuối năm ngoái. Giá đất tăng tập trung ở các khu vực tái định cư Bắc Phú Cát, Thạch Hòa, Thạch Thất, đất tái định cư Bình Yên, xã Bình Yên, Thạch Thất. Nhiều nhà đầu tư cho biết bất động sản ở đây giá tăng nhanh và cao hơn giá trị thực khiến nhiều nhà đầu tư e ngại. Nếu cố mua vào khi giá đất ảo như lúc này, nhà đầu tư rất dễ rơi vào tình trạng đọng vốn. Do đó, không ít người đã chuyển hướng đầu tư sang khu vực vùng ven khác.